Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, gặp nhiều may mắn nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở đường ngã tư đường Hồ Hảo Hớn và Trần Hưng Đạo. Thì bữa giờ mình đi cái con đường Hảo Hớn cũng nhiều lần rồi nhưng mà đứt đoạn ha, không có liền. Thì hôm nay thì chiều 30 Tết rảnh rỗi nên xong việc nhà hết rồi thì tranh thủ thực hiện một cái video từ đầu đường tới cuối đường Hồ Hảo Hớn cho cô chú anh chị mình xem nha, xem không khí ngày 30 Tết ở Sài Gòn như thế nào ha. Thì đây là cuối đường Hồ Hảo Hớn nè, nay giao lộ Hồ Hảo Hớn và Cống Quỳnh. Thì chúng ta sẽ đi hướng ngược lại. Đây là đường Trần Hưng Đạo và đây là đường Hồ Hảo Hớn. Thì ngay đây có cái trung tâm cộng đồng. Đây này hồi xưa là cái nhà sách chỉ đó, cái coffee shop. Rồi sau này thì một phần của đô thị nữa. Mọi người cao tuổi. Nay chúng ta đi ngang qua cái chung cư ngày xưa cũng mới giải tỏa nè. Bây giờ ta xây lên cái building và căn nhà số 62 của chú Michael. Rồi. Giờ mình đi xem một vòng đường Hồ Hảo Hớn xem bà con ăn Tết thế nào ha. Thì hôm nay 30 nên đường xá vắng tanh nè. Mọi người đang ngồi uống cà phê rồi đàm đạo rồi chuẩn bị xíu nữa đón giao thừa. À, nhìn qua đường là nhà số 62. Xin gửi đến chú Michael ha. Chúc chú nhiều sức khỏe trong năm mới. Đây rồi chị bán dừa. Cũng bán dừa. Ngày xưa thì Tết á, sau ngày 30 Tết là không ai bán gì hết trơn á. Còn bây giờ thì lúc nào cũng có người bán á. Nên mình không có sợ thiếu hụt. Đây là ngã ba Cô Bắc và Hồ Hảo Hớn. Lũ bò Quang Khải 62 Hồ Hảo Hớn. Rồi mình nhìn qua đây, hồi xưa ngay đây là cái nhà hàng của nghệ sĩ Phú Quý nè, hàng tự do nè. Hồi trước là tên gì em cũng quên nè. Mà lúc trước là của Phú Quý, sau này thành đổi tên của sang cho người khác á, thành tên tự do. Rồi mình đi tới tí nữa là có cái hẻm 53. Hẻm 53 mình nhìn lại tí xíu về cái hẻm kỷ niệm của anh Li Pao nha. Xin gửi đến anh, chúc anh gia đình mình sức khỏe, nhà an khang thịnh vượng. Chúc bà con mình năm mới gặt hái được nhiều thành công. Đây là trường Cô Giang, đối diện trường Cô Giang là cái ủy ban. Mình đi đâu đâu cũng thấy nhà nào cũng có cái bông mai rồi cúc rồi vạn thọ. Mình đi cuối đường là bến Trương Dương ngày xưa, bây giờ là đại lộ Võ Văn Kiệt. Ở đây cũng có mấy căn nhà xưa. Chiều rảnh rỗi tản bộ đi vòng vòng quay phim cho bà con xem. Mình đi thật chậm ha. Nói chung hôm qua nay là rất là nhiều việc nên em cũng chưa rảnh để trả lời những comment của anh chị. Mong mọi người thông cảm ha. Những cái video này được phát trên YouTube thể theo cầu của các anh chị thì hoàn toàn miễn phí ha, không có một cái vụ lợi gì đây hết. Mong bà con đừng hiểu lầm nha. Nói chung là vì cái tình, tất cả là vì cái tình hết. Vì cái mạng xã hội này nó là cái trò chơi mà. Trò chơi nhưng mà đôi lúc mình cũng phải có trách nhiệm. Mình tạo ra nó thì mình có trách nhiệm.
nên các anh chị cứ yêu cầu trước comment và em sẽ lần lượt đến để chia sẻ số hình ảnh đến bà con. Đây là cái hẻm mà đi vô cái khách sạn Ngọc Huệ nè, hẻm số 42. Thấy cái cô đó ngồi, thấy không biết ngồi để làm gì. Mình đi tí nữa là tới nhà của anh Mười ở đây. Này, hẻm 40. Hẻm 40 thì có mấy căn thôi. 8, 40, 40 bit. Đây trước nó rửa thì làm neo nè. Đó, hôm qua thì tối hôm qua em có đi rồi. Tối hôm qua thì em có đi chợ Cô Giang đêm 30. Ủa đêm 29. Thì mọi người chắc chút xíu nữa chờ đón xem nha. Thì bây giờ là 6 giờ chiều ở Sài Gòn. Nhìn thấy hình như cái hẻm đó đó. Hẻm đó có mấy căn thôi. Xin gửi đến anh Mười nha. Chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Có dịp này anh về thì anh em mình gặp nhau ha. Mọi người cứ xem và comment, không cần phải suy nghĩ gì về quà cáp hay là gì hết á, không cần. Nói chung đây là cái trò chơi mà cái mạng xã hội thì mình tham gia vì nó miễn phí mà, không có phí gì hết, nên mọi người yên tâm. Và em làm chỉ vì đam mê thôi, đam mê quay phim rồi ghi lại kỷ niệm, rồi lâu lâu mình có lại ngay trùng khớp những cái hình ảnh của kỷ niệm của anh chị thì anh chị chia sẻ cho vui thôi. Đây đường Cô Bắc, ô đường Cô Giang chứ, chợ Cô Giang. Đây là nhà 35E. Nhà này mới bán nè. Mới bán và sửa lại. Trên đường Hồ Hớn này cũng có mấy quán cà phê mới mở nè. Đây cũng có một số căn nhà xưa xưa. Mình nhìn tường là biết nó xưa xưa. Đây có quán cà phê Sài Gòn Chi Linh nè. Coffee Beer Food Event. Nhưng mà nay người ta nghỉ Tết à. Số sự thay đổi của con đường kỷ niệm gửi đến anh chị. Em sẽ cập nhật một số sự thay đổi. Ngay đây là phở phở Ngọc, phở Lực Sĩ. Đây có nhà số 30, nhà thiệt là xưa luôn. Nhìn anh để xưa là cơ quan cơ quan cái gì loát nóng loát nha, hội thánh Tinh Lành. Hồi xưa là cái gì đó, không biết nữa thì em cứ quay ha. Bà con mình thấy những cái kỷ niệm xưa gì đó cứ comment lên ha, để em có dịp học hỏi và chia sẻ cho một số bạn mới sau này họ không biết những cái con hẻm này. Đây, hẻm phở Lực Sĩ. Sáng thì bán phở với lại cái coffee nữa nè. Cái coffee này cũng mới mở sau này nè. Có chị nói hẻm 21. Hẻm 21 là hẻm này. Chắc em sẽ thực hiện trong cái video sau ha. Nếu chị xem thì anh chị xem, anh chị cho em xin các comment nha. Hẻm này cũng hơi sâu. Cũng người
nước ngoài đi vòng vòng ở khu này, buổi chiều yên tĩnh á. Nói chung là ngày đây là hẻm 17, hẻm 17, hẻm nhỏ, ở đây hẻm nhỏ nhỏ mà. Nói chung là chắc cái video này lang thang Sài Gòn là chắc là cái video cuối cùng của năm quá. Tại vì ngày mai em có cái chuyến về miền Tây à. Sẵn nó nếu mà có số hình ảnh gì đó ở miền Tây Tết quê nhà, Tết quê đó, mình sẽ quay gửi đến các anh chị ha. Còn những cái video mà đã quay ở Sài Gòn này mà chưa up kịp em sẽ up trong những ngày tới. Đây hay trồng những cái cây kiểng rất là mát. Trong xóm nó là hẻm số luôn. Số 6. Hẻm số 10. Ở đây thì cái căn nhà đầu tiên này là căn nhà xưa lắm nè. Đây là căn nhà xưa, không biết xưa kia là cái công trình gì mà bây giờ là nhà dân. Hồi trước 10 năm trước này của cái chú nó bán cơm, nhưng mà cái này chắc là mới bán này, mới bán cái đây vài năm họ đã sửa lại và cho thuê. Rồi chúng ta ra ngã ba đường Hồ Áo Hướng và Võ Văn Kiệt, ngày xưa là Võ Trường Dương. Đây là Hồ Hảo Hấn và Võ Văn Kiệt đây. Mình nhìn ra bên kia là bờ sông, không có đường để qua bên kia. Mình đi tí xíu nữa là đến cái cái hẻm 257. Hẻm 257 Bến Trường Dương ha. Bây giờ là quán nhậu á. Hẻm đó là quán nhậu. Sẵn mình đi tới tí nữa cho anh chị xem luôn. Sẵn công ra ba chuyện. Nếu anh chị có xem cái video này thì cho em xin cái comment nha. Bây giờ cái đường này sạch lắm mà lớn lắm, nó nói liền đến cao tốc Trung Lương. Khu này giải tỏa nè nên bà con mình thấy trống vắng. Ngày xưa khu này làm đồng xe máy, làm đồng là làm giữ xe máy mình, vậy nè có cái vỏ bọc bị bể hàng lại rồi người ta gò lại nên gọi là làm đồng. Hẻm 257 ngày xưa bây giờ là hẻm 420, hẻm mới là 420, không biết nhà chị là nhà nào á. Gửi chiều số hình ảnh trong hẻm mình ha, anh chị xem cho em xin cái comment nha. Đó, đây là hẻm 257 nè. Em bơi luôn. Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Chắc thời lượng cũng dài rồi. Em xin gửi đến cô chú anh chị những hình ảnh về đường Hồ Hớn và cái nhìn thoáng qua hẻm 21 Hồ Áo Hớn, rồi hẻm 257 Võ Văn Kiệt. Nếu anh chị có xem qua thì cho em xin cái comment nha. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài. Xin chào và hẹn gặp lại.